tại sao cùng là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng một đứa thì có thể sống trong sung túc, một đứa thì phải sống ở trại tập trung Nazi? Tại sao? Các người đã làm gì sai sao? Tôi là người Do Thái. Từ lúc nào mà chúng tôi phải chịu những áp bức và lăng nhục? Bị bọn xâm lược gọi là bọn Trung Quốc, không cần biết già trẻ lớn bé chúng đều tùy ý sát hại, không một ai có thể hiểu được sự dày vò mà người Do Thái đã phải chịu đựng như chúng tôi. Mà bộ phim cậu bé trong bộ pyjama sọc này dùng góc nhìn chân thật của một đứa trẻ để tường thuật lại giai đoạn lịch sử tàn khốc đó, không có một sự tàn sát đẫm máu nào có thể khiến cho con tim chúng ta như bị khứa vào. Như thế này, câu chuyện xảy ra vào chiến tranh thế giới thứ hai ở Đức. Ba của Bruno là cảnh sát ở Nazi, sau đó được lệnh điều động nên cả nhà phải đi theo quân ngũ, từ trung tâm thành phố Berlin chuyển vào một vùng quê hẻo lánh. Ở đây phong cảnh tươi đẹp và yên tĩnh, với biệt thự độc lập và có người hầu hạ. Cả nhà ai cũng vô cùng hài lòng, chỉ mỗi Bruno là không vui nổi, bởi vì ở đây không có bạn để chơi cùng. Những người lính mặt lạnh như băng cũng khiến cậu sợ hãi, đến mức nói chuyện với bảo mẫu cũng không dám quá lớn tiếng. Người đó là ai vậy ạ? Chắc là lính của ba con. Anh ta trông có vẻ rất hung dữ. Những người ở đây đều như thế mà con, không phải sao? Quá buồn chán nên Bruno đã trồm ra ngoài cửa sổ để nhìn. Phát hiện ở cách sân sau không xa có một nông trường, ở xung quanh đây đó là nơi duy nhất có người trừ nhà của cậu. Bruno rất hào hứng hỏi mẹ rằng liệu cậu có thể đến nông trường để kết bạn không? Mẹ cậu có vẻ rất kinh ngạc vì hình như bà không hề biết đến sự tồn tại của nông trường đó. Ngay lúc đó thì có một người làm với bước đi khập khiễng đi đến đưa rau. Người mẹ bỗng nhiên biến sắc. Bà bảo Bruno lên lầu sắp xếp phòng ốc. Bruno để ngoài tai lời mẹ, cậu mà chỉ dán mắt vào người đàn ông đó. Cậu kinh ngạc phát hiện rằng trong ống quần của người đàn ông đó lộ ra một bộ pyjama sọc. Con đã nói với mẹ là ông ta rất kỳ quái mà. Ai cơ? Người nông dân đó, ông ta mặc một bộ pyjama sọc. Người mẹ lúc này mới biết rằng nông trường mà cậu nói chính là trại tập trung. Vào ngày thứ hai thì cửa sổ ở phòng Bruno đã bị bịt kín, mẹ cũng không cho cậu ra sân sau chơi nữa, nhưng Bruno lại rất thích thám hiểm, là lứa tuổi mà đối với thứ gì cũng rất tò mò. Bố mẹ càng không cho phép thì cậu lại càng tò mò hơn về thế giới ở sân sau, vì thế mà Bruno thường hay đỡ đẫm nhìn về phía cửa sân sau, một bên nhìn chị của mình cùng người lính nói chuyện. Bruno vì không có ai chơi cũng mà nảy ra những suy nghĩ kỳ quái, cậu hỏi người lính rằng anh có lắp xe bò không, cậu muốn dùng để làm xích đu chơi. Người lính cũng cảm thấy ý này cũng không tồi nên giữ nguyên gương mặt lạnh như băng đồng ý. Ông đến đây ngay. Bruno bị dọa cho giật cả mình. Mà cái người nông dân bị gọi đến lại càng không ngừng run rẩy dưới sự ra lệnh của người lính. Người làm đó dắt Bruno ra phòng chứa đồ ở sân sau chọn lốp xe, nhưng Bruno lại chỉ chú ý đến cái cửa sổ không hề bị che chắn, nơi đó hình như có thể thông đến nông trường. Thế là vào một buổi trưa sau ngày hôm đó, khi không có ai chú ý, Bruno không thể kiềm chế được mà trèo qua cửa sổ để đi ra ngoài. Trên đường đi cây cối sum suê, xanh um tươi tốt. Bruno hào hứng đến mức quơ tay múa chân, giống như bản thân thật sự là một nhách mạo hiểm đang đi thám hiểm ở vùng đất không người. Cuối cùng, cậu đến được điểm cuối cùng của khu rừng, thấy được một cậu bé mặc bộ pyjama sọc ở phía bên kia một cái lưới sắt. Tôi là Bruno. Samuel. Bruno chú ý đến số hiệu ở trên áo của Samuel, cứ tưởng là Samuel đang chơi trò chơi gì đó với bạn của mình, nên tò mò hỏi đông hỏi tây. Bỗng nhiên có một tiếng sáo rít lên làm cho Samuel chưa kịp trả lời, liền vội vã đẩy xe chạy đi, lại một lần nữa bị bỏ lại với sự cô độc khiến Bruno chỉ có thể về nhà tự tìm niềm vui. Cậu đi xuống hầm tìm bóng đá, phát hiện những con búp bê mà chị thích bị tháo ra vứt thành một đống. Mà chị cậu thì không có vẻ gì là buồn bã mà đã đổi sang một sở thích khác, thu thập poster của Nazi, búp bê chỉ dành cho những bé gái chơi thôi. Đây không còn là lúc để chơi những trò chơi ngu ngốc đó nữa. Giờ đây không biết có bao nhiêu người đang hy sinh tính mạng vì Tổ quốc. Thà ra ba cậu đã mời về một giáo sư dạy tại nhà cho họ, nhưng thầy chỉ dạy về lịch sử Đức. Bruno không có hứng thú và chẳng để tâm nên không hề bị tẩy não. Nhưng chị cậu lại vô thức trở nên điên cuồng mê mẩn Nazi. Tính cách bạo ngược cố chấp. Mẹ cậu cũng phát hiện ra tính cách của người chị có sự thay đổi, nên đã bàn bạc với ba cậu về việc đổi một người giáo sư khác. Ba cậu nói hiện tại tất cả những đứa nhỏ đều đang học những thứ này. Mẹ cậu nghe xong chỉ có thể im lặng bỏ qua, hôm nay mẹ cậu phải lên thị trấn mua đồ. Bruno lén mừng thầm, cậu cuối cùng cũng có cơ hội đi tìm Samuel chơi rồi. Bruno phát hiện rằng hình như lúc nào Samuel cũng trong tình trạng đói, lần nào cũng mong chờ cậu đem đồ ăn đến, nhưng khi cậu nói muốn mời Samuel về nhà cũng ăn với cậu, thì cậu bé lại nói là bản thân không thể ra khỏi đó, tớ không thể ra khỏi đây. Bởi vì có cái này. Đây không phải chỉ là để ngăn những con thú hung dữ thôi sao? Thú dữ? Không, đây là để ngăn chặn những người ở đây bỏ trốn. Đây chính là đoạn tiếp theo của cảnh mở đầu trong video. Tại sao? Các cậu đã làm sai gì sao? Tôi là người Do Thái. Bruno cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra đây không phải là nông trại, mà là nơi giam giữ người Do Thái. Tuy cậu không hề tập trung vào giờ lên lớp, nhưng cậu luôn nhớ những thứ mà sách vở hay những lời mà thầy đã nói, đều nói rằng người Do Thái là những con ác ma đáng sợ. Lúc này khi nhìn Samuel, Bruno bỗng nhiên có một chút sợ hãi. Cậu mượn cớ nhanh chóng rời đi, nhưng càng nghĩ lại càng thấy có gì đó không đúng. Là một cậu bé 8 tuổi như mình thì làm sao có thể là một ác ma cơ chứ? Không lẽ cứ là người Do Thái thì không có một ai tốt sao? Thế là vì tinh thần không biết sợ của nhà mạo hiểm, Bruno quyết định tự mình đi tìm đáp án. Cậu muốn tiếp xúc nhiều hơn với Samuel để xem thử người Do Thái đáng sợ đến mức nào. Mấy ngày sau, cậu vẫn cứ như thế từ cửa sân sau quay về, ngay lúc gặp mẹ cậu vừa đi mua thức ăn về, mà ống khói ở gần khu nông lại bốc lên một làn khói đen. Một mùi quen thuộc xộc vào mũi, nướng bọn họ lên lại càng khó người nhỉ.
Sao cơ? Người lính nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng mọi thứ đã muộn. Ba mẹ của Bruno vì thế mà cãi nhau một trận. Mẹ cậu trách ba cậu rằng là một người lính thì nên ở trên chiến trường, chứ không phải ở nơi này lạm sát người vô tội. Ba cậu nói đây là một phần của cuộc chiến tranh. Mẹ cậu không thể làm gì hơn ngoài nén giận. Còn ba cậu đem hết tất cả sự tức giận xả lên người lính đó. Vào bữa tối ông liên tục ép hỏi. Biết được cha của người lính sau khi chống lại Nazi và phản bội quốc gia, quyết truy cứu trách nhiệm của người lính vì tội bao che, không hay là người đã làm đổ ly rượu văng khắp nơi. Người lính tỏ rõ lập trường kéo người làm Do Thái đó ra đánh một trận, mẹ cậu thấy vậy đứng ngồi không yên, nhưng ba cậu lại làm như không hề có gì, yên lặng quan sát Bruno ngay lúc đó muốn đứng dậy. Edmuel từng nói cậu rất ghét những người lính đó. Vì thế Bruno đã có cái nhìn khác về ba mình, họ thật vô dụng. Họ bị bắt đi vì họ gian ác và nguy hiểm giống như ác quỷ. Mọi người thân đều nói với Bruce. Lũ sâu bọ Do Thái, đáng bị đánh. Nhưng mỗi khi nghĩ tới khuôn mặt ngây thơ của Edmuel, Bruno không thể tin những gì họ nói. Nhiều ngày liền họ không gặp mặt Edmuel, nhưng không ngờ lại thấy cậu ở nhà ăn. Bởi vì Edmuel được sai đi lau dọn ly chén, Bruno đưa cho cậu một miếng bánh ngọt. Tên lính Ed bất ngờ xuất hiện và vu oan cho Edmuel tội ăn trộm đồ ăn. Edmuel rất sợ, cậu hy vọng Bruno có thể minh oan cho cậu đến nhường nào thì sẽ thất vọng nhiều đến nhường đó. Nhóc con, cậu có biết người Do Thái này không? Có biết không? Không, cháu vừa vào bạn ấy đã đang ăn rồi. Từ trước tới giờ cháu chưa từng gặp cậu ta. Bởi vì quá sợ hãi nên Bruno đã nói dối. Nhưng hôm sau cậu ấy chìm đắm trong sự áy náy và tự trách mình. Cậu đã không ngừng tìm kiếm Edmuel để xin lỗi nhưng chẳng bao giờ tìm thấy. Trong khi đó mẹ càng ngày càng không thể chịu đựng ba thêm nữa. Biết rõ bà phản đối NC, bố vẫn để bức thư viết tay bên trong hộp trà được đặt trong quan tài. Mẹ muốn lấy nó đi nhưng bố vẫn giữ. Vì vậy mà họ cãi nhau rất gay gắt. Mẹ cảm thấy rằng lũ trẻ không thích hợp ở nơi này, phải đưa Bruno và chị cậu đến thành phố sinh sống. Trước đêm ly biệt, Bruno cuối cùng cũng gặp được Edmuel, với ánh mắt thấp thỏm cậu nói với Bruno. Ba của cậu đã biến mất ở trại tập trung, để chuộc lại lỗi lầm, Bruno quyết định mạo hiểm một phen. Lần trước tớ đã khiến cậu thất vọng, tớ muốn bù đắp lỗi lầm. Như vậy đã được chưa? Tớ tìm ba giúp cậu, nhất định cậu sẽ vui. Đây sẽ là nhiệm vụ bí mật ngày hôm sau Bruno phải đến thành phố. Nhân lúc mọi người lơ là cậu đi thực hiện lời chấp thuận cuối cùng. Edmuel đem cho cậu một bộ pyjama sọc để ngụy trang. Bruno chui qua hố ở rào sắt vào được trại tập trung. Bỗng nhiên không biết chuyện gì xảy ra mà mọi người trong một phòng giam đều bị đuổi ra ngoài, trời bỗng đổ mưa. Bruno nắm tay Edmuel không buông. Họ bị đưa đến một căn phòng, lính Ed bắt họ cởi đồ ra. Bruno thật ngây thơ cho rằng chỉ là đi tắm, nhưng không hề biết sinh mạng sắp bị lấy đi. Bố mẹ của Bruno phát hiện ra không nhìn thấy cậu đâu, dự đoán có chuyện không hay xảy ra nên họ tìm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước cùng với lớp bột được giải xuống. Bruno đã mãi mãi biến mất trong đám người Do Thái. Mẹ cậu đau khổ tuyệt vọng, chỉ có thể ôm bộ quần áo của cậu mà khóc. Bộ phim cậu bé trong bộ pyjama sọc cũng giống như thế giới kỳ lạ của Zorro, đều cho ta thấy rõ sự tàn khốc của chiến tranh dưới góc nhìn của lũ trẻ, nhưng câu chuyện của Bruno và Edmuel càng làm rung động lòng người. Đứng dưới góc nhìn của Thượng Đế, chúng ta đều biết lúc đó Bruno và Edmuel không có cách nào có thể làm bạn, nhưng vẫn mang được tình cảm của Bruno. Cậu đã nhìn trộm bức hình cuộc sống ở trại tập trung qua phòng quan sát của ba, từ đó cho rằng cuộc sống nơi đây thật tốt đẹp. Bởi vậy mới tìm bố giúp Edmuel khoác lên người bộ pyjama sọc như một trò chơi. Chúng tôi hy vọng Bruno có thể phát hiện sự thật và bảo vệ bản thân. Hy vọng cậu không phát hiện ra sự thật để giữ gìn sự lương thiện đó. Tiếc rằng cậu và Edmuel đã mất. Rất nhiều cảm thấy tiếc thương cho cái chết của Bruno, mà không để ý rằng Edmuel cũng thật bất hạnh. Những người Do Thái đáng thương đó, những con số phận đáng thương đó. Trẻ em chỉ như một tờ giấy trắng. Chiến tranh, xâm lược, phân biệt chủng tộc đều không nên đổ xuống vai chúng. Tất cả những lời này do Bevan nói trước khi những điều tồi tệ xảy đến. Tuổi thơ là những âm thanh tiếng cười hạnh phúc.